Alo, xin chào các bạn. Có nhiều người muốn nói rằng là mình phải nên giới thiệu về mình. Thì cái video của mình á, ở trên cái đầu đề đó, thì nó cũng tên là Anh Thư Vlog. Thì Anh Thư Vlog có nghĩa là mình tên là Anh Thư, và những cái nhật ký của mình, của người Anh Thư, và không có ai hết. Thì đương nhiên khi người ta bấm vào đó là người ta thấy tên của mình rồi. Nên mỗi cái đầu phim mình không nhất thiết mình phải nói: xin chào các bạn, mình tên là Anh Thư. Giống như mấy bà cụ mà đi chợ mỗi ngày á. Ở đây mình không có đi chợ mỗi ngày. Cho nên mình không có cần phải nói: xin chào các bạn, mình tên là Anh Thư, rất vui gặp các bạn ở trên vlog của mình. Bật máy lên là mọi người biết mình là Anh Thư. Thì thấy mình cười, thấy mình vui thì mọi người cũng vui lây, phải không các bạn? Mình lên đây không phải là mình để mình khóc, lóc, kể lể, chửi bới, moi móc, phải không các bạn? Cho nên bấm lên là mọi người biết mình là Anh Thư. Và cái vlog của mình là kể chuyện, đọc chuyện, nói chuyện, và đưa những cái niềm vui tới mọi người qua mọi hình thức khác nhau. Hoặc là những đọc những bài báo, đọc những cái comment gì đó rồi để thảo luận, gọi là podcast. Còn vlog là nhật ký, nói lên những chuyện và những vấn đề mình làm hàng ngày, gọi là nhật ký. Đó, nó khác nhau như vậy. Còn là podcast là mình đưa lên một cái đề tài gì đó, mình đọc rồi mình thảo luận. Cái người có mặt thảo luận hoặc là người không có mặt thì có thể để lại comment, ý kiến. Đó là một hình thức podcast. Còn đó là mình nhắc lại lần thứ hai nha. Còn blog, blog là mình viết nhật ký, là mình viết xuống, không có hình thức, qua hình thức máy quay phim hay là nói chuyện trực tuyến thì gọi là blog. Còn vlog là mình nói trên máy, trên ghi âm, ghi bằng hình thì gọi là vlog. Thì trong cái vlog hoặc là blog nó cũng là một hình thức nhật ký, viết lên và nói lên những cuộc sống hàng ngày của mình nó trải qua như thế nào. Còn podcast có nghĩa là mình đưa lên một cái đề tài gì mà mình đã tìm kiếm được trên báo chí, mình đọc lại, mình thuyết trình lại, mình diễn tả lại qua một cái sự kiện gì đó, và mình có sự lời đóng góp từ bản thân mình, hoặc là mình mong muốn được sự đóng góp của mọi người, những ý kiến của mọi người, thì gọi là podcast. Podcast này cũng có thể là có một người bên cạnh mình để mà đối ngẫu với mình, một hình thức chia sẻ qua lại qua một cái dự kiện gì đó, một cái tin tức gì đó mình đã tìm kiếm được, thì gọi là podcast. Còn chứ không có, mình không có lên đây để mình tự giới thiệu bản thân cá nhân của mình về vấn đề nội tâm sâu xa trong gia đình và đoàn thể gia đình của mình, hoặc là cá nhân của mình đi lên trên mạng. Chuyện đó có những đôi lúc mình cũng phải giữ bí mật cho cá nhân của mình, phải không bạn? Cho nên nó khác nhau giữa vlog và podcast. Thì trong cái vlog của mình á, thì cũng có kim luôn cả podcast. Thì các bạn có thấy cái tên của mình ở trên đề tài á, @thuniên.podcast. Nhưng mà trên cái lời đầu chữ của những cái phim á, thì mình gọi là vlog. Thì có nghĩa là mình có cả vlog và podcast. Đó, cho nên khi mình nói chuyện, mình đưa một cái đề tài gì mình đọc lên được, mình đưa ra để mà thảo luận thì gọi là podcast.
khi mình quay phim những món ăn, những công việc hàng ngày của mình, gọi là vlog. Nó khác nhau là như vậy các bạn ạ. Ok, thì lý do tại sao mà ngày hôm qua thứ hai mà mình không có lên phim là bởi vì mình đi làm. Ok nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem mình muốn đưa lên vlog về vấn đề gì nha. Đấy, ngày hôm thứ hai trước giờ mình đi làm thì mình có ghé ngang tiệm Á Châu, thì mình mua được ổ qua. Thì ổ qua ở đây nè bạn, 1 kg là 65 kron, thì trung bình khoảng 6 đô 1 kg. Thì mình không biết là giá cả vật giả ở những nước khác thì như thế nào, nhưng mà ở Na Uy á thì là trái ổ qua đó thì là 65 đồng 1 kg. Bây giờ để mình mở ra cho các bạn xem nha. 65 một ký nhưng mà không có tươi đâu nha bạn nha. Tại mình thèm vậy thôi, mình mua thôi. Chứ nhà mình rất là nhiều đồ ăn, nhưng mà mình thèm nên mình phải mua. Để bây giờ mình mở cho các bạn xem nó tươi cỡ nào nha. Mình vừa làm ổ qua, mình vừa kể chuyện cho các bạn nghe là lý do gì mà mình không có lên video ngày hôm qua là ngày thứ hai, mà hôm nay thứ ba mình mới lên video. Và có bạn thì muốn là mình nói thêm về mình một chút, thì mình cũng đính chính từ đầu phim là nó khác nhau giữa vlog và blog và podcast. Thì cái video các bạn vừa xem vừa rồi hôm bữa Chủ nhật, đó là một hình thức podcast. Thì hôm nay là vlog, là nói về những công việc hàng ngày. Hôm thứ hai mình không lên phim được là bởi vì mình đi làm. Mình đi làm ca đêm, về rất là trễ, rồi rất là nhiều thức ăn mang về mà mình phải thu gọn cho sạch sẽ rồi đưa vào ngăn đá. Cho nên mình không có lên phim hôm nửa đêm của ngày Chủ nhật qua ngày thứ nửa đêm thứ hai qua ngày thứ ba. Đây, bây giờ là ngày thứ ba thì mình làm ổ qua, rồi mình nói chuyện với các bạn cho vui nhé. Đây, hồi xưa mình còn ở chung với chồng mình á, có con nhỏ, thì lúc đó ba mình vẫn còn sống. Cho nên lúc đó thì cũng lâu lâu thường thường về thăm nhà. Ba mẹ mình thì không có ăn được những món ăn Tây. Cho nên thường thường mà mỗi lần về á, tụ họp gia đình á, thì mình thường làm món ăn Việt Nam. Mà chồng của mình, chồng đầu đời của mình á, cũng vậy, anh ta không có thích ăn món Tây. Anh ta chỉ thích ăn món ăn Việt Nam thôi. Cho nên lúc đó mình hay làm món ăn Việt Nam lắm. Nhưng mà từ khi mình ở một mình á, từ khi có nghĩa là hơn 30 năm, con mình năm nay 40 tuổi, thì là mình ly dị lúc con mình 8 tuổi. Rồi mình có người sống chung, cũng sống được 6 năm. Thì là mình ra ở riêng. Thì 8, con mình 8 tuổi cộng với 6 nữa là 14 tuổi. Là bé nó 14 tuổi. Là mình từ đó là mình ở một mình cho biết đến bây giờ là con mình 4 tuổi. Thì các bạn tính là bao nhiêu năm mình ở một mình. Thì từ khi mình ở một mình á, mấy năm đầu á, thì mình hay ăn món ăn Việt Nam. Nhưng mà từ khi sau khoảng chừng 5 năm là bắt đầu mình không ăn món Việt Nam thường xuyên nữa. Bởi vì món ăn Việt Nam á, mình mua á, với số lượng á, là mình phải ăn liền, mình để lâu không có được. Mà món ăn Tây á, thì mình có thể mua số lượng ít
Tại vì ở boutique siêu thị nó có bán những cái phần số lượng nhỏ, cho nên khi mình nấu đủ vừa ăn, không phải ăn đi ăn lại hâm tới hâm lui. Còn món Việt Nam mình đi chợ, ví dụ như các bạn thấy nè, là một bịch này 1 kg mà mình để lâu á thì nó sẽ bị hư, các bạn thấy không đó. Cho nên làm xong là phải ăn liền, hoặc là để cũng khoảng chừng 2-3 ngày, để lâu là nó hư. Mình đổ rất là nhiều thức ăn, rất là nhiều. Cho nên bây giờ mà nếu mà số lượng này mình mua về mình làm gì đây? Đông đá à? Khi mình đông đá đồ ăn Việt Nam mà đông đá thì đâu ngon bạn. Đó. Như cái này mình đông đá thì nó mềm đi thì đâu có còn ngon nữa, phải không các bạn? Rồi, có một vài người bạn muốn mình nói chuyện về bản thân của mình, để các bạn có thể hiểu rõ thêm hơn về mình. Thì cũng như các bạn nói là muốn biết thêm, thì trong những cái video nếu các bạn muốn làm quen thì các bạn theo dõi nha. Rồi từ từ các bạn sẽ hiểu về mình. Chứ còn cái vlog của mình á, gọi là vlog, vlog đây có nghĩa là nhật ký, chứ không phải là những lời tâm sự. Còn podcast là những đề tài mà mình tìm hiểu được trên báo chí, rồi mình mang lên để mình nói chuyện với các bạn qua những cái đề tài mà mình đã tìm thấy và đọc được, chứ không phải là những cái chuyện cá nhân của mình, hoặc là mình fantasy, mình đem lên để mình đối ngẫu. Đó là gọi là podcast. Cho nên bây giờ các bạn có mong muốn rằng là mình hãy kể về mình đi, thay vì đem chuyện của người ta lên mà nói, thì cái đó không đúng nha các bạn. Mình không có thể đem chuyện đời tư của mình để lên trên mạng mình nói được, tại cái này là nhật ký. Nhật ký có nghĩa là mình chỉ nói những cái chuyện làm hàng ngày của mình đó. Ví dụ như mình nấu ăn như vậy nè đó, rồi mình lồng một ít cái cảm nghĩ và cảm tưởng của mình thôi. Còn cái vấn đề mà hôm bữa Chủ nhật mình đọc được, mình tìm hiểu được, thì mình lên chia sẻ với, không phải là chia sẻ mà mình lên mình nói chuyện với các bạn, để có những cái cuộc đối thoại cho nó vui đó. Mà những cái đề tài đó mình tìm được trên mạng và mình đọc được, chứ không phải là mình tự diễn xuất ra. Cho nên các bạn thông cảm nha, khi mà mình nói chuyện vui mà vô tình mà mình có kể thêm một tí gì về gia đình nhà mình đó, thì mình thổ lộ. Chứ còn mà lên một cái phim mà nói hết cuộc đời của mình cho các bạn thì rất là đáng tiếc nha các bạn. Mình không có thể làm được chuyện đó. Cái thứ hai, cái thứ hai nữa là khi mình muốn kể về những thành viên trong gia đình nhà mình trên mạng xã hội á, mình nói tắt là trên mạng xã hội, thì mình phải hỏi ý kiến cái thành viên trong gia đình nhà mình đó có được phép để mình lên nói trên công chúng về đời tư của họ hay không. Trên luật pháp là không được rồi đó các bạn. Mình chưa xin phép người ta chưa cho phép là mình không được nói. Tự vì khi mình nói chuyện về đời tư của mình thì đương nhiên sẽ có dính líu vào những thành viên trong gia đình nhà mình, phải không các bạn? Cho nên mình phải nói chuyện rất là khéo, không có kéo những người đó vào những cái đề tài riêng cá nhân của mình. Thì cho nên về cá nhân của mình cũng vậy, khi mình kể chuyện, mình nói về đời tư của mình, mình cũng nói khéo, có nghĩa là những gì mình có thể nói được thì mình nói, còn những gì không nói được thì nên ngậm cái miệng lại là tốt hơn. Phải không các bạn? Hôm qua ngày thứ hai thì mình muốn thức dậy trễ, nhưng mà 8 giờ sáng thì mình có một cái tin nhắn trong điện thoại là đi làm trong hotel và phải có mặt lúc 6:30. Cho nên mình cố gắng đi sớm và ghé vô cái tiệm Á Châu để mua một loại rau
ở Việt Nam và đồng thời mua thêm ổ qua để về nấu những món ăn Việt Nam. Lúc mình đi mua thì mình cũng biết là hôm nay mình đi làm nhà khách sạn, thế nào mình cũng có rất là nhiều thức ăn mang về. Nhưng mà thức ăn mình mang về đâu phải là thức ăn Việt Nam bạn, đó là thức ăn Tây Âu mà. Mà lâu lắm mình cũng chưa có ăn món ăn Việt Nam, cho nên cũng phải mua. Thành thử thế nào cũng có những món ăn phải bỏ đi. Không bỏ đi bây giờ, nhưng mà một vài nữa sẽ bỏ đi. Tại vì đồ ăn mình đâu có thể để lâu được. Mà tủ đá mình, bốn cái tủ đá nào cũng đầy lắm rồi, không thể nhét vô được nữa. Mà mình thì đã lên ký lô rất là nhiều. Mình cao chỉ có 1 thước 60, nhưng mà mình nặng tới 58 ký lận đó các bạn. Cho nên mình rất là mong muốn mình xuống ký, nhưng mà rất là khó khi mà mình làm trong ngành ẩm thực. Thức ăn nó cứ bày trước mặt mình, làm sao mình có thể bỏ qua được các bạn. Chỉ có cái là mình cố gắng mình ăn ít thôi, chỉ có vậy thôi. Đây các bạn, mình đã làm sạch một dĩa ổ qua rồi nè. Ổ qua luộc cũng ngon nha bạn. Ổ qua luộc mà chấm chao cũng ngon. Sao mình nói vậy tự nhiên mình thèm ghê. Mình không phải là ăn chay, nhưng mà mấy ngày nay mình ăn thịt nhiều rồi đó. Mấy ngày nay ý nói là mình hôm qua mình làm nhà hàng á, trong khách sạn á, mình mang về quá trời thịt. Mình thấy thịt mình thấy khủng khiếp quá, mình ngán luôn. Chắc bây giờ mình luộc cái này lên ăn với lại chao đỏ. Chắc ngon lắm đây. Đấy, ổ qua đã được rửa rồi, sạch sẽ. Những cái chỗ này thì mình sẽ gọt bỏ đi nè, những chỗ trầy trụa nè. Đó, đã rửa rồi là được một dĩa luôn. Mình tính hôm nay chắc có lẽ mình ăn chay. Mình ăn với luộc lên hay là nấu canh thịt riêng. Nấu canh thịt riêng rồi ổ qua riêng. Thì khi vậy thì có như vậy thì mình mới chấm với chao được. Còn mình nhét thịt vô thì mình không có chấm với thịt được. Thì trung bình á, mỗi một lần một bữa cơm á, mình nấu khoảng một cúp như vậy nè bạn. Mình không biết là bao nhiêu ml một cúp như vậy. Mình có khi thì mình ăn gần hết, có khi thì mình chỉ ăn một nửa thôi. Còn đây là cái nồi mini cook rice của mình à. Bé tí xíu à bạn. Nó mình nấu được chỉ có nửa lít thôi. Đó. Nửa lít thôi. Không có nấu được nhiều. Bé tí và rất là dễ thương. Nó đủ cho một người ăn hoặc là hai người ăn. Cái nồi này nè, mình nấu cho hai người ăn cũng được. Mà lượng của nó chỉ là nửa lít thôi nha bạn. Nửa lít thôi. Bé bé xinh xinh. Đấy là nửa lít nha. Chứ còn nhà mình có hai cái nồi bự như vậy nữa, mà là 26 lít. Mỗi một nồi 26 lít. Rồi còn có hai cái nồi như vậy nữa thì mỗi một nồi là 5 lít. Đó. Chứ không phải là mình chỉ có một cái nồi bé tí như vậy đâu. Ok, bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị nấu cơm và nấu canh. Đấy các bạn, bữa cơm cũng ra mâm rồi đây. Đó, các bạn thấy cái lẩu bé bé xinh xinh của mình không? À, cái này mình thường dùng để mình hâm nước sốt, hoặc là mình nấu canh, hoặc là mình mang đi chơi xa đó, mình hay mang theo. Đấy, thì là một nồi nước dùng, mình không phải ăn lẩu đâu bạn, để nấu canh ổ qua.
thì trong đây gồm có tôm. Mình đã tao sẵn rồi, mình cho vào đây rồi là tôm đó các bạn. Đấy. Mình chỉ chờ cho nó nóng là mình bỏ ổ qua. Ổ qua mình thái không có thái lát, mà mình thái nó hơi dày như vậy nè. Đó. Thì ăn nó giòn giòn, rất là ngon. Thì khi mình bỏ ổ qua vô rồi á, thì mình cho ngò vào. Nếu mình thích nữa thì cho bánh phở vào. Thì mình ăn canh với cơm. Đó. Hay là với bánh phở. Như các bạn thấy đó, hay là với bánh phở. Còn món khai vị của mình là đây. Là món bánh mì với lại tôm. Và khoai tây nướng, khoai lang nướng các bạn ạ. Nói lộn. Đó là khoai lang nướng. Đó là món khai vị của mình đây. Nấm 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 nấm. Đây là cái lẩu nhỏ nhỏ xinh xinh của mình. Đó. Mình mua cái này ở Thái Lan á. Mỗi lần mình đi chơi là mình hay mang theo lắm. Nó không có nặng đâu bạn, dễ lắm. Ở trong đó nó có một cái vỉ nữa. Một cái vỉ nữa để mình để vô nếu mình muốn hâm á. Hâm bánh bao, hâm bánh bò, luộc trứng. Mà không muốn chạm nước á, thì có một cái vỉ nữa. Đó các bạn. Đây là bữa ăn tối vào ngày thứ 3 của mình đây, của tuần thứ 42. Món khai vị gồm có khoai lang nướng, bánh mì với tôm, và món chính là cơm với canh. Cơm với canh. Thì canh gì? Là canh ổ qua. Thì mình có thêm một rổ bánh mì nữa. Nếu mà mình ăn xong mà còn thấy thích nhai nhai cái gì đó nữa thì là mình có một cái rổ bánh mì. Thì mình thích thì mình sẽ cho ra cheese. Mình chét cheese lên. Gọi là món ăn cuối cùng. Có ai nói là cuộc đời thì độc thân là cô đơn đâu bạn. Cũng tươm tất như mọi người vậy. Phải không các bạn? Đây là món ăn tối của mình đây. Ok nha các bạn. Để mình ăn cơm xong rồi mình nói chuyện. Rồi mình upload cái phim lên cho các bạn xem nha. Ok. See you later. Bye bye. Đấy. Năm năm xem. Xem bì gu rất là ngon. Cái món khai vị của mình cũng đã xong. Thì là cái nồi canh của mình cũng vừa chín. Rất là hấp dẫn. Canh ổ qua với tôm. Ôi dồi dơi. Cái nồi nhỏ nhỏ này rất là xinh nha các bạn. Tại vì khi mình đổ nước dùng vào á thì là nước nó còn ấm, cho nên nó đun hơi lâu. Chứ nếu mà mình đổ nước nó đun sôi rồi đó, thì cái này nó chỉ có bổn phận là nó hâm nóng liên tục cho mình thôi. Đó, cái nút đỏ, đèn đỏ là nó đã bật lên à. Có nghĩa là với cái độ hâm á, hâm nóng á, cho nên cái này rất là tốt cho vấn đề hâm nước sốt á. Cho nên mình dùng để mình nấu canh và hâm canh. Đó. Thì canh ổ qua cũng sắp xong rồi. Cái này cũng rất tiện và lợi, rất là xinh luôn đó các bạn.
Thì mình làm đẹp cái dĩa khai vị rồi. Bây giờ là món cơm với canh đây các bạn. Ôi giời ơi, đấy, một mùa thu. Mùa thu ở ngoài trời lanh lạnh mà ăn được cái nồi canh ổ qua nho nhỏ này là rất là thú vị các bạn ạ. Rồi, mình tiếp tục dùng bữa nha. Để dùng xong rồi mình lại nói chuyện tiếp các bạn nhé. Ok, mình đậy nắp lại để cho nó được nóng. Rồi mình sẽ dùng tiếp. Talk later. Yes, đây là một bãi chiến trường. Nồi canh mình cũng còn. Đó, các bạn thấy mình ăn không có nhiều. À, rồi cũng còn một nồi canh. Mình chỉ ăn có một chén cơm thôi các bạn ơi. Ổ qua thì cũng còn. Đấy, chỉ có chén ngò thì hết. Bánh mì thì mình cũng không rớ tới. Mình càng lớn tuổi thì mình càng ăn ít. Đó, hồi trẻ, trời ơi, mình đớp lia lịa luôn. Bây giờ là cái món dessert của mình đây. Đó là kem frang. Rất là thơm, rất là ngon và rất là lạnh. Đấy, tươi mát rượi. Đây là món dessert của mình. Ok các bạn, bãi chiến trường được thay thế bằng dĩa dessert. Ăn tráng miệng. Ok, mình nói chuyện sau nha bạn nha.